Hường Blog Chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường Blog Chiều. Bạn thân mến, có một cô gái muốn kể cho người thương của mình về chuyện tình yêu của ông bà cô. Một câu chuyện tình dài hơn 70 năm. Cho đến lúc mắt đã mờ, chân đã run, ông bà vẫn sớm tối bên nhau. Chiều nay, Hường kể bạn nghe câu chuyện của Trương Thúy. Anh biết không, ngày còn thơ hay quẩn quanh bên bà, em vẫn thường nghe bà kể. Cho đến ngày rước dâu, bà mới biết mặt chồng. Bà cười bảo, cái thời ấy cha mẹ hứa gả sắp đặt là chuyện bình thường. Năm đó, bà còn chưa 18, ông thì đôi mươi vừa tới. Và bà đi làm dâu như một lễ thường tình. Ông thương bà lắm, thương từ mái tóc thương đi. Mái tóc dài quá gối, đen mượt, luôn được bà vấn gọn lên. Chỉ khi gội đầu, bà mới buông tóc hong khô. Bởi vậy, ông hay ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn mỗi lần bà gội đầu bên bờ giếng. Ông cũng thường hái hương nhu, lá bưởi, lá xả để bà nấu nước gội đầu. Em cứ ngỡ mấy bức tranh tái hiện cuộc sống ngày xưa với hình ảnh chồng cầm gáo dừa múc nước cho vợ gội đầu là chuyện ông bà mình trong đó. Bà chưa kịp sinh đứa con đầu lòng thì ông lên đường nhập ngũ. Trong khi ông lo lắng bà ở nhà sẽ vất vả ngược xuôi, bà vững vàng động viên ông chân cứng đá mềm. Nhớ đường đi, nhớ đường về thì vất vả mấy bà cũng không quản ngại. Ông dặn dò, khi sinh con, dù trai hay gái, hãy đặt tên là Khải, nghĩa là vui mừng, hân hoan, và ông sẽ trở về. Ngày ông trở về, bác Khải đã tròn 2 tuổi. Bà cũng mặn mà hơn, và mái tóc vẫn như xưa. Ông về, mang theo một người con nữa, giao cho bà, rồi lại vội vàng ra chiến trường. Đó là con một người anh, một người đồng đội của ông vừa hy sinh, mà cả nhà cũng không còn ai nữa. Bà không một lời than hay trách móc, mà luôn cố gắng thay ông gánh vác việc nhà, lo cho mẹ cha, chăm chút những đứa con thơ dại. Con nuôi, con đẻ, bà không bao giờ so sánh thiệt hơn. Ngày đất nước hòa bình, ông về hẳn bên bà, đã thấy có 3 đứa con cả thảy. Bà kể, hôm đi gánh nước, nghe tiếng khóc trẻ thơ ở bờ tre gần đó, bà chẳng đành, nên mang đứa trẻ còn đỏ hòn về nuôi, nay đã chẵn 3 năm. Ông gật đầu, thôi cứ cố gắng chăm, một lần sinh mà cũng 3 con rồi đó. Đến khi em biết quẩn quanh bên bà, ông bà đã có 8 người con anh ạ. Các bác các cô cũng đã có gia đình riêng hết cả rồi. Ông bà lớn tuổi vẫn sớm tối bên nhau. Em chưa thấy một lần ông bà bất hòa hay lạnh nhạt như kiểu của chúng ta. Đụng chút là giận dỗi đôi co. Ông thường dạy các con, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, biết đời nào khê. Cứ bao dung, trên kính dưới nhường thì không thương sao được. Nghe vậy,
Bà giấu nụ cười bên đĩa trầu cánh phượng đang têm. Về già, ông bà vẫn sớm tối bên nhau, cứ thủ thỉ tỉ tê mọi chuyện anh ạ. Chúng ta cũng cố gắng được như thế nhé anh. Chứ nhiều khi nằm cùng một giường, ăn cùng một mâm, nhưng vì giận hờn mà mỗi người quay một hướng, buồn phải không anh? Anh còn nhớ không, cách đây 3 năm, trước phút giây từ giã cõi đời, bà cầm tay ông nhưng không nói gì. Em chỉ thấy ông khẽ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay bà. Phải chăng ông đang hứa hẹn điều gì? Năm nay ông đã 94 tuổi, tai nghe không rõ, nhưng mỗi lần về thăm, em thường thấy ông ngồi trước di ảnh của bà, thầm thì những điều gì đó. Có lẽ chỉ bà mới hiểu, phải không anh? Anh biết không, em chẳng mong mình được như ông bà, sống trọn bên nhau đến răng long đầu bạc. Chỉ mong chừng nào mình còn hơi thở thì mình còn thương. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường kể câu chuyện của Trương Thúy. Còn bây giờ, Hường hát bạn nghe một ca khúc, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Tùy Hứng Lý Qua Cầu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh rơi mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc giường ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xiêu, nhỏ xiêu. Xanh hoa trái đưa
bên ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc giường ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu. Sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly quá câu. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em, anh thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa bình yên, chùa nghiêng câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh trăng, dòng sông nước chảy liêu xiêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu. Anh thương ôi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ta điều ly. Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Tùy Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã điện đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.